Hi, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của em. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác chiếc âm ly đờn đông. Chiếc âm ly đờn đông Perma 655R. Còn rất đẹp các bác. Em này là vàng chanh. Ngoại hình còn rất đẹp. Duy nhất điểm nó hơi bị xước ở đây một tí. Còn nói chung là tổng thể là rất đẹp. Nguyên zin nhé các bác nhé. Góc cạnh còn rất đẹp. Cái này em vô về chưa lau chùi nữa. Còn rất đẹp. Bây giờ em test thử cho các bác nghe nhé. Công suất 185W, đánh từ 4 ohm đến 16 ohm. Xin chào các bác nhé. Nếu các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Âm ly này em bán với giá là 3 triệu cho một âm ly nguyên zin, đẹp, vàng chanh.
Đấy, các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em ạ. Số điện thoại của em ạ, em có ghi ở bài đăng nhé. Thôi ba. Các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nhé, để nhận những video mới em đăng. Có gì hay thì em đăng lên đấy nhé. Thôi, xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau nhé. Bye bye.